tặng bật lửa đêm Giáng sinh, trao lửa trao yêu thương. Cây thông, kẹo, nến, người tuyết đều được coi là biểu tượng trong ngày lễ Giáng sinh lạnh giá. Vì vậy, chiếc bật lửa trong đêm Giáng sinh sẽ thắp lên ngọn lửa ấm áp, xua tan đi cái giá mùa đông và khiến ta xích lại gần hơn. Vì vậy, hãy cùng Ambe tìm hiểu xem tặng bật lửa đêm Giáng sinh có phù hợp không và nên tặng loại gì nhé. Vì sao tặng bật lửa đêm Giáng sinh lại ý nghĩa và được yêu thích? Giáng sinh thường diễn ra vào khoảng thời gian cuối năm khi mà tất cả các nước đều đang chìm đắm trong sự lạnh giá. Họ cần lửa để đốt bếp củi, châm đèn, châm nến, đặc biệt là đối với phái mạnh có thói quen hút thuốc, hút xì gà trong thời gian này tăng lên. Người ta có thể chi ra số tiền lớn để sưu tập bật lửa chỉ để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Ngọn lửa là tượng trưng cho sự ấm áp, là niềm tin, là ngọn đuốc dẫn lối. Nó như một tình cảm sâu kín và tình yêu thương ấm áp của người trao tặng. Việc tặng bật lửa còn khẳng định cho sự gắn bó mãi mãi, vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Zippo 29106 sơn tĩnh điện đẹp chất lượng. Bật lửa Zippo 29106 là dòng bật lửa Zippo Emblem với chất liệu trông cao cấp. Sản phẩm được áp dụng kỹ thuật sơn tĩnh điện tân tiến. Một màu đen tuyền bao phủ toàn bộ các mặt của bật lửa Zippo thể hiện sự bí ẩn và quyến rũ. Bật lửa được thiết kế với họa tiết hình ảnh ngọn lửa đặc trưng cho logo của thương hiệu Zippo và vô cùng phù hợp với không khí Giáng sinh. Khi mở nắp, ngọn lửa này sẽ tách ra làm hai. Cầm sản phẩm trên tay và nhìn theo nhiều góc khác nhau, bạn sẽ thấy được những tia lấp lánh rất đẹp. Sự tương phản giữa màu đen sơn tĩnh điện và một chút hầm hố của màu đỏ từ ngọn lửa. Zippo 29106 cực kỳ đầm tay khi cầm, với các góc bo tròn, cùng bản lề chắc chắn, bạn có thể yên tâm về độ bền của em này. Zippo 1633 Slim Vetmat. Zippo 1633 Vetmat là mẫu bật lửa thuộc dòng bản nhỏ mini hay còn gọi là Zippo Slim. Hộp quẹt Zippo 1633 Slim với màu đỏ quyền lực chính là màu biểu tượng của Giáng sinh. Lớp vỏ ngoài được áp dụng kỹ thuật sơn tĩnh điện tân tiến đáng tự hào của hãng. Màu đỏ mận bao phủ toàn bộ các mặt của bật lửa, không lo bay màu sau quá trình dài sử dụng. Đây là phiên bản cực kỳ phù hợp cho những người mệnh hỏa và mệnh thổ. Nó sẽ đem lại nguồn năng lượng tích cực cũng như may mắn trong tài vận cho chủ sở hữu. Bật lửa sạc điện USB Perzomit BN240i Vân Hoa Tuyết. Bật lửa Perzomit BN240i là một chiếc bật lửa độc lạ với nhiều tính năng vượt trội. Sản phẩm nổi bật với 3 màu, nâu, đen, xanh với vân hoa tuyết trôi bồng bềnh. Việc sử dụng bật lửa sạc điện USB công nghệ này thật đơn giản, chỉ cần lắc tay nhẹ là bạn đã bật được bật lửa dễ dàng. Perzomit BN240i hoàn toàn không phải sử dụng đến ga hay xăng gì cả, mà chỉ việc cắm vào cổng USB máy tính hoặc sạc điện thoại thật quá tiện dụng. Điểm đáng chú ý của chiếc bật lửa độc lạ này là đánh điện hoàn toàn tự động với hai tia lửa điện để bạn có thể châm thuốc dễ dàng hơn. Được bao bọc bởi lớp sơn tĩnh điện cực kỳ sang trọng, phù hợp làm quà tặng cho nam giới. Bật lửa Zippo 49059 tuần lộc huyền bí. Dòng sản phẩm cao cấp, chất liệu vỏ đồng thau và nền mạ Black Eye với thiết kế khắc laser thật độc đáo. Họa tiết rừng cây bao trùm chú tuần lộc tạo nên sự yên tĩnh, huyền bí. Zippo 49059 rất thích hợp cho anh em yêu thiên nhiên và có chút hơi thở cổ điển. Độ chính xác vô song của quá trình khắc laser của Zippo tiếp tục phát triển. Zippo giới thiệu khắc laser liên tục xuyên suốt toàn bộ bề mặt của một chiếc bật lửa. Khung cảnh rừng cây yên tĩnh và tuần lộc được hoàn thiện trên bề mặt vỏ. Với mặt sau trơn không họa tiết, anh em có thể lựa chọn khắc tên, logo, họa tiết ý nghĩa theo yêu cầu. Zippo 228 Classic Mod Green Matte. Bật lửa Zippo sơn tĩnh điện màu xanh lá cây, gia công trên chất liệu đồng bền, cứng, chịu nhiệt tốt, nước sơn xanh đổi bật bám chắc vỏ kim loại, không lo bay màu theo thời gian. Và màu xanh của em này khiến cho chúng ta nhớ đến màu xanh của những cây thông Noel lấp lánh. Xanh lá là màu rất tốt cho những người mệnh mộc, mang đến cảm giác thư thái, hy vọng, tượng trưng cho sự khởi đầu mới, ảnh hưởng tốt đến sức khỏe. Ngoài ra, đây còn là màu tương sinh cho hỏa, do đó, xanh lá cũng là lựa chọn may mắn cho những người mệnh này. Bạn ấn tượng với sản phẩm nào nhất nhỉ? Hãy để lại bình luận cho nhà Ambe biết nhé. Hy vọng các bạn sẽ chọn cho mình được chiếc bật lửa ưng ý gửi tới những người thân yêu của mình. Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh thật ấm áp. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé.